Bữa nay thì Thầy kết thúc cái kinh Dược Sư. Để qua tuần sau thì chúng ta bắt đầu tụng kinh Di Đà và giảng về tịnh độ. Tức là tới ngày 17 tháng 11 là chúng ta có cái ngày vía của Đức Phật Di Đà. Cho nên tuần sau chúng ta bắt đầu chúng ta học về cái pháp môn tịnh độ của Phật Di Đà. Thì bữa nay nữa chúng ta kết thúc cái kinh Dược Sư. Thì bây giờ nữa thì các vị thấy cái kinh Dược Sư và cái kinh A Di Đà nữa, hai cái kinh này nữa, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta đó hai vị Phật, một vị thì ở phương Đông và một vị thì ở phương Tây, để chúng ta thấy đó mà mình có duyên với vị Phật nào thì lúc bây giờ đó mình có thể nương theo cái lực của cái Đức Phật đó mà mình tu. Tại vì cái khi mà chúng ta tu á, mà kết quả đó là phần lớn là nó phải đủ duyên á, thì tu mới kết quả được. Nên bây giờ tất cả các Phật tử, mỗi một người là có một cái nghiệp khác nhau. Cho nên cái duyên của mình và cái pháp môn tu mình nó cũng phải khác nhau thôi. Nên có người đó thì Thầy nói là khi mà họ tới cái chùa Quy Nghiêm này đó, họ thấy cái cảnh yên tĩnh, họ thấy bảo này thích hợp ở tu, muốn tu ở đây. Mà có những người đó, xa hơn bước nữa đó, là họ lên trên núi Bửu Thiền, ở trên đó thấy yên tĩnh hơn và thích hợp hơn, cho nên là muốn tu. Nhưng mà có những người đó thì khi mà lên cái chỗ thanh vắng như vậy đó, họ cảm thấy buồn, thì người đó không tu trên kia được. Cho nên nó chọn một cái pháp môn và thích hợp với mình đó, thì mình tu chắc chắn có kết quả. Rồi cái thứ hai nữa mà Đức Phật nó gọi là duyên á, thì mình đã chọn được một cái chỗ nó thích hợp với mình rồi. Nhưng mà cái này đó hợp cảnh, nhưng mà còn phải cái duyên đó để hợp tình thì mới tu được. Tình có nghĩa là cái tình cảm của mình, cái yêu cầu của mình, cái mong muốn của mình. Nếu mà nó hợp á, thì mình thấy tâm mình an vui. Còn ngược lại đó thì thường thường nó phiền não dễ sanh ra. Cho nên cũng đồng thời là tu, nhưng mà cái duyên của mình đối với thầy và bạn, cho nên trên bước đường tu đó, cái duyên thầy bạn này rất quan trọng. Đây là làm cái tăng thượng duyên đây. Cho nên nếu mà mình không gặp thầy mà mình kính trọng được, mình không gặp bạn mà thích hợp với mình, thì đôi khi phiền não cũng nhân đây phát sinh ra. Tại bây giờ mình thích yên tĩnh, nhưng mà mình tới cái chỗ đó mình gặp những người bạn đó là thích nói chuyện ồn ào, thì cái trường hợp này đó là nó ngược rồi, cho nên mình tu mình khó chịu. Cho nên có những người họ thích yên tĩnh, cho nên họ thích vô ngồi trong cái giảng đường mà yên tĩnh như thế này để họ nghe pháp. Nhưng mà bên cạnh họ có một cái người nó cứ gợi chuyện để nói thì họ khó chịu, tu không được. Cho nên cái bàn đó là thường thường là nó phải có một cái thích hợp, mà đây ta thường gọi là thầy hiền và bạn tốt ở trên bước đường tu của mình. Nếu mà mình gặp được thầy hiền bạn tốt thì mình dễ tu. Nhưng mà tại vì mình cái căn lành mình không có, mà cái nghiệp ác mình nhiều á, thì đôi khi mình muốn tránh bạn ác nhưng mà bạn ác vẫn cứ tới. Mình muốn tìm thầy hiền nhưng mà lại thầy tà tới với mình nhiều hơn là
thầy hiền. Cho nên cái chỗ này đó còn tùy theo cái nghiệp của mình đó, mà mình tu không được. Vì vậy đó mà Đức Phật đó, có giới thiệu cho mình đó, hai cái thế giới và hai đức giáo chủ khác nhau, để coi mình thấy cái vị nào thích hợp. Tức là ngoài cái này ra đó, thì cái trường hợp, cái pháp môn mà thường chúng ta thấy ở bên Phật giáo Nguyên Thủy ưa tu đó, thì cái này người ta gọi là cái pháp môn mà tiểu thừa. Tức là những người nữa mà thích sống ngoài lề cuộc đời nữa. Đó là những người đó thường người ta gọi là yếm thế hay là chán đời nữa, ẩn cư. Thì đây là một cái pháp nữa, cho nên Đức Phật dạy người ta đó là cái pháp gọi là tứ niệm xứ, cái pháp đó để quán tưởng. Tại vì cái thiền tứ niệm xứ đó để người ta thoát ly cái này. Cái người đó là sao? Người đó họ tu thích hợp với pháp của họ đó. Thì bây giờ nó nghĩ là mình có thân này đó, là cái trường hợp này là có nghiệp này là khổ. Rồi trong cái lúc đó cái quan hệ của mình đó, lại mình gặp những cái bất như ý mình khổ nữa. Mình gặp những người bạn đó, thì một mặt thì nói thế này, một mặt thì nói thế khác. Cho nên nó thay đổi mình phiền lắm. Rồi cái sự nghiệp của mình đó, mình muốn thì được như thế này, được thế kia. Nhưng mà đâu bao giờ được như ý mình. Cho nên cả một đời của mình đó, thấy khổ. Từ cái khổ này sang cái khổ khác, từ cái thất bại này sang cái thất bại khác. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật vì những người này mà nói ra cái pháp tứ thánh đế cho người ta biết. Tại nên cuộc đời là biển khổ. Sanh là khổ, sanh là có nghĩa là trong cuộc sống mình lúc nào mình cũng thấy khổ hết. Mà để lớn tuổi một chút, già yếu nó lại càng khổ hơn nữa. Cuộc đời cứ càng ngày càng khổ chứ không bao giờ mà hết khổ rồi tới vui đó. Tuổi mình nó càng lớn, sức mình càng yếu, thì cái việc mình nó trở thành khó khăn hơn. Rồi xa hơn bước nữa, kết thúc là bệnh hoạn. Tức là già yếu rồi bệnh hoạn khổ. Thành ra cái cuộc đời mình coi như không có gì hết nữa. Đây nó thích hợp với những người mà chán đời. Những người muốn từ bỏ hết cái này nữa thì người ta sẽ đi vô chỗ đó, nên gọi là yếm thế, chán đời. Và pháp môn đó là pháp môn ta gọi là tiểu thừa. Bây giờ sao muốn thoát cái khổ này nữa? Thì người ta thực tập cái pháp mà Đức Phật dạy đó, gọi đạo đế, tức là pháp tứ thánh đế đó, để mà người ta tu, người ta quán tưởng, người ta cuối cùng người ta chứng Niết Bàn. Niết Bàn tức là ở ngoài cái cuộc sống, tức là không liên hệ gì tới cuộc đời này nữa, thì không bị cuộc đời làm khổ thôi. Thậm chí ta không còn liên hệ tới cái thân này của ta nữa, thì cái trường hợp này ta hết khổ. Đây là cái hạng thứ nhất mà Đức Phật dạy người ta tu cái pháp này. Bây giờ vô pháp môn Đại Thừa nữa, tức là Đại Thừa thì cái trường hợp này gọi là cái hạnh Bồ Tát, là cứu đời giúp người. Tại vì chúng ta biết rõ nhất là gì? Chúng ta không thể nào mà có một cái an lạc và cái hạnh phúc riêng cho mình đâu. Thành ra mọi người sống trên cuộc đời này, trong một cái xã hội này nữa, thì thường thường nó chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên mọi người khổ nữa, thì một mình ta nữa, chắc chắn ta không thể nào vui được hết. Ta bị cái này chung, mà Đức Phật gọi là cộng nghiệp. Cái này là chân lý, là nằm chỗ này. Hồi nãy đó chúng ta nghĩ là bây giờ ta có thể giải thoát riêng ra ngoài được, nhưng mà bây giờ Đức Phật nó không được. Tại vì sanh trong một cái xã hội nào đó thì cái này nó có một cái cộng nghiệp. Nhưng mà ở trong cái cộng nghiệp, trong cái chung này nữa, nếu mà mình biết, mình tu tập, thì cái trường hợp này nếu mình có cái biệt nghiệp, cái thiện nghiệp riêng của mình. Cho nên ở trong cái xã hội này nữa là xã hội khổ,
tất cả đều khổ hết. Cái này là cái chung. Nhưng mà cái người biết tu thì cái trường hợp này đó, trong cái khổ chung này đó, họ có một cái riêng của họ, mà gọi cái biệt nghiệp, cái riêng. Trong cái chung mà nó có cái riêng, đây là thực tế nhất. Chứ không phải ta nói là ai cũng như thế hết. Mặc dù luật pháp thì nó như vậy đó, bình đẳng. Nhưng mà rồi nó thực tế trong cuộc sống này quý vị thấy nó có cái riêng. Cái riêng là sao? Tức là có người giàu, người nghèo, người thông minh và người mà chậm hiểu. Người khỏe mạnh mà có người ốm đau. Cái này Đức Phật gọi là biệt nghiệp. Thành ra trong cái xã hội này nó có cái chung và có cái riêng. Trong một cái xã hội, những cái chung đây là gì? Thí dụ như không khí ô nhiễm thì tất cả mọi người chúng ta đều phải chấp nhận cái vấn đề ô nhiễm này chung hết. Tức là dòng nước này ô nhiễm cho nên tất cả đều phải chấp nhận cái này hết. Đất này ô nhiễm cho nên tất cả đều này hết. Nhưng mà trong đó cái biệt nghiệp đó, là những người ta có cái phước đó, thì người ta sống riêng. Người ta không chịu ảnh hưởng cái nặng nề này nhiều hơn. Thành ra không chịu ảnh hưởng giống như chúng ta. Thành ra chúng ta đó, thì trời nóng chúng ta chấp nhận nóng, ta phải chịu thôi. Nhiệt độ tăng ta phải chịu thôi. Nhưng mà cái người họ có cái biệt nghiệp, họ có cái phước hơn ta đó, thì sao? Tức là họ ở trong một cái khu đó, nó gọi là cái khu mà thoáng mát hơn. Cái khu này thoáng mát hơn. Hay là biệt nghiệp nữa đó, họ có sử dụng máy điều hòa. Cái biệt nghiệp của họ đó là nó khu ở riêng một cái khu đó, nó là yên ổn. Đấy. Cái này biệt nghiệp của họ đây. Thí dụ như bây giờ nó thầy nói là ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh mình này. Thành phố Hồ Chí Minh mình đây là ta gọi là thành phố mình ô nhiễm này. Đấy. Là phức tạp. Thành ra có những cái mà trộm cướp, có những cái mà nguy hiểm này. Nhưng mà bây giờ cái biệt nghiệp của những người ở trong cái thành phố mình đây sao? Thầy thấy đó, nếu mà những người cùng ở trong cái quận 2 mình đây, nhưng mà họ sống ở bên một phường khác với cái phường An Phú mình thôi. Bên phường An Phú mình đây là phường An Phú của mình ở đây. Thì cái trường hợp này, bên này thì mình rất là phức tạp. An Phú, An Khánh, Bình Khánh, ba cái phường này đó là cái phường mình phức tạp. Đi vô trong thêm chút nữa là phường mà Bình Trưng chẳng hạn, luôn luôn xáo trộn. Nhưng mà nếu mà tất cả các Phật tử ai đi qua phường Thảo Điền ở đó, thì biết. Ở bên phường Thảo Điền đó, thì họ có tiện nghi nhiều hơn bên mình. Cho nên khi mà thầy qua bên đó, thầy thấy là phần nhiều là những người giàu có ở bên, những người mà công chức cao cấp ở bên, những người mà ngoại quốc phần nhiều ở bên. Thầy có một lần nữa, cái ông tổng lãnh sự Mỹ, ông mời thầy qua nhà ông ấy. Nên thầy thấy ở bên cái khu bên Thảo Điền ấy, nó chỉ cách mình có một cái con đường thôi. Nhưng mà bên kia hoàn toàn khác hơn thế giới này. Rồi nếu mai mốt này quý vị thấy còn có cái khác nữa đó. Là cái khu mà bán đảo Thủ Thiêm này. Thành ra bây giờ thầy thấy là sắp sửa mọc lên cái khu mà chỗ Đại Quang Minh này. Cái Sala gì đó. Thành ra khu đó sẽ mọc lên đó, mà khu đó nó trở thành là cái khu mà người ta gọi là đẹp nhất của thành phố mình và an toàn nhất. Thế mà ở ngay quận 2 mình, kế bên mình đây thôi. Nhưng mà sao? Những người đó họ có phước hơn mình. Họ có phước hơn mình. Cho nên bây giờ mà muốn qua bên đó đó, các Phật tử muốn qua bên đó thì cái chuyện trước nhất đó,
là mình qua bên đó mình mua một căn hộ hay mình thuê một căn hộ đó, thì cái trường hợp này mỗi tháng thì như vậy đó, là vị chi là phải từ 10 triệu trở lên phải không? Thuê ở 20 triệu, 30 triệu một tháng. Thì cái chỗ này đó, thường thường nó yên ổn. Thành một căn hộ ở bên Bình Khánh này, mình thuê, mình có thể mà nghèo nhất mình ở, mình mua một cái căn hộ mình ở cũng là chung cư thôi. Nhưng mà thầy nói đó là chừng 7, 800 triệu hay 500, 300 triệu gì có thể có được một cái căn hộ ở trong chung cư đây rồi. Nhưng mà bên kia thầy hỏi thì những người Phật tử mà họ mua bên đó, họ tới đây thăm thầy, thầy hỏi bên kia anh mua bao nhiêu một căn hộ. Ông mới nói với thầy, ông nói mình ở bên đó mà rẻ nhất là cũng phải từ 5 tỷ trở lên đó thầy. Căn hộ rẻ nhất cũng phải từ 5 tỷ trở lên. Mà ở trong đó rồi tất cả cái chi phí mà hàng tháng mình phải đóng tiền này, tiền kia, tiền nọ hết. Thì cái trường hợp này là mỗi tháng mình phải đóng bao nhiêu tiền nữa mình mới ở đó. Đó. Cho nên họ chỉ cách mình có một con đường thôi. Nhưng mà hoàn toàn cái khu đó nó khác hơn khu bên này. Mà bây giờ nó qua bên Mỹ hay qua bên Anh thầy cũng thấy vậy. Thành ra cái nước Mỹ nó giàu nhất. Nhưng mà cái khi thầy tới cái khu nhà người ta gọi là cái khu nhà ổ chuột đó, không? Thấy, khu nhà ổ chuột mình vô đó mình thấy. Để dành cho những người hầu hết là da đen ở. Tại vì mấy người Phật tử Việt Nam mình đó, đầu tiên mới qua đó, nghe nói chỗ đó rẻ quá thôi vô đó thuê nhà, mua nhà trong đó ở. Nhưng một khoảng thời gian sợ quá, mình phải đi kiếm chỗ khác. Đây, cũng trong nước Mỹ đó, nhưng mà có những cái khu nó là dành cho những cái người này rất là đặc biệt. Rồi ngay trong cái thành phố mà thành phố lớn đó, nổi tiếng nhất đó, là thành phố New York, thầy cũng tới đó rồi. Đó, thì tối thầy ra đường đó, thầy thấy cũng có những cái người mà ngủ ngoài công viên, tức là không có chỗ ngủ. Bên Mỹ nó gọi là homeless đó, tôi không có chỗ ngủ. Ở ngoài công viên đó, rồi đó là có thể trời lạnh này, tới mùa lạnh này, nhiều người là chết rồi. Đây, ở trong một cái xã hội văn minh nhất đó, nhưng mà cũng là có những người mà có như cùng khổ nhất ở đây. Cái này Đức Phật gọi là biệt nghiệp. Cho nên ở trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, là Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái điều quan trọng nhất đó, là tất cả các vị Bồ Tát hành đạo gọi là tu Đại Thừa này đó, là cố tạo cho mình có một cái biệt nghiệp. Cái biệt nghiệp tốt đó, đó là trên bước đường tu. Cho nên khi cái biệt nghiệp mình tốt đó, mà nói đây rõ hơn đó, là phước. Cái người mà có phước đó, thì đi tới chỗ nào nữa họ cũng tốt hết. Còn cái người mà có tội nữa thì đi tới chỗ nào cũng tội hết. Đây, cái nghiệp ác đi tới chỗ nào cũng khổ hết. Đó, mà Đức Phật nói là cái nghiệp ác như nói trong Kinh Địa Tạng, cái địa ngục này nó hoại đi thì nó sẽ di chuyển mình qua một cái địa ngục khác, phải không? Cũng có địa ngục khác để chờ mình sanh vô trong đó thêm nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Nhận thấy chỗ đó. Cho nên Đức Phật nói là cái nghiệp này nó quan trọng mà nó quyết định cả cái vận mạng của mình. Thì tất cả các Phật tử chúng ta tu nó biết. Tức là tạo cái phước cho mình, tức là cái biệt nghiệp cho mình. Thì đó là gì? Bây giờ đó, tất cả mọi người mình khổ ở trên cuộc đời này đó, mình coi thứ tại đâu mà khổ. Còn sung sướng ở trên cuộc đời này từ đâu mà sung sướng? Đấy là cái trường hợp. Mà cái sung sướng hay là cái khổ đau nữa thì cái này cũng chính tự mình tạo ra cho mình thôi. Còn Phật, Bồ Tát, Thánh, Hiền nữa là cái này là trợ duyên. Tại vì mình đồng với họ, mình giống với họ thì họ hợp với mình, giúp đỡ cho mình được.
Đây là trên bước đường tu phải nhận cái đó. Tức là bây giờ mình muốn về với Phật á, thì mình phải làm sao giống Phật. Mình muốn lên thiên đường á, thì mình làm sao giống những người trên thiên đường. Muốn về cực lạc á, thì phải giống những người cực lạc. Tại hai cái này nghiệp đồng nhau mới có thể gặp nhau được. Còn một bên mà ác nghiệp á, như thiện nghiệp á, Đức Phật nó cách nhau xa lắm. Giữa cái người ác với cái người lành này nó cách nhau xa lắm á. Xa làm sao? Từ mặt đất lên bầu trời, hay là từ bờ đại dương bên này qua tới bờ đại dương bên kia, nó cách nhau như vậy, không thể gần được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà mình tạo được cái nghiệp lành, cái này là nghiệp lành. Tại vì cái nghiệp lành của mình thì đây là tạo phúc thôi. Cái nghiệp lành là gì? Tức là Đức Phật nói là cái trường hợp này, nó thân có ba nghiệp, miệng có bốn nghiệp, và ý có ba nghiệp. Nhưng mà thân, miệng và ý là ý quan trọng nhất. Cái ý của mình là quan trọng nhất. Tại ý quan trọng từ chỗ nào? Tại ý là chủ đạo. Mà nữa đó, mình chết rồi mình bỏ cái xác này rồi đó, thì chính cái ý nghiệp của mình, cái này dẫn mình đi đây. Dẫn mình đi thọ sanh qua kiếp khác đó. Nên nếu mà cái ý nghiệp mình ác á, thì ở trên cuộc đời này mình khổ rồi, mình chết nên mình sẽ tới một chỗ khác khổ hơn. Khổ này cái gì khổ? Chết rồi mà cái thân này đem thiêu đốt hay chôn đất rồi nữa, thì còn cái linh hồn này khổ này. Cái linh hồn khổ này nữa là sẽ đưa tới một cái chỗ khác khổ hơn nữa. Đây là một cái điều mà quan trọng nhất chúng ta phải nhận thấy. Ta đã có những người đó họ khổ quá đi. Họ khổ quá rồi họ nghĩ thôi, mình tự tử đi, phải không? Mà Đức Phật đó là, Đức Phật nói là không nên tự tử. Đức Phật nói là không nên tự tử đó. Cái nghiệp phải giải đi chứ đừng có tự tử. Tự tử tức là tạo thêm nghiệp nhiều nữa đó. Nên cái người mà chết thì sao? Mấy người mà chết bất đắc kỳ tử trong kinh Dược Sư này là gọi là cửu quạnh đó. Thành ra trong chính cái trường hợp mà chết đó, thành ra thứ nhất là cái người bệnh mà không có gặp thuốc, gặp thầy rồi cũng chết đi. Cái trường hợp này là bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thế, chết. Rồi đã có những người bệnh chơi bời, ham mê tửu sắc, thứ ba bị bắt, bị xử tử hình, thứ tư chết chìm, thứ năm chết cháy, sáu bị ác thú, thứ bảy rơi từ trên cao. Đó, thành ra những người đó mà họ chết là bị ác thú dồ chết. Những người mà tự tử từ ở trên rớt xuống, nhảy lầu mà chết đó. Thành ra cái xác làm cái chuyện này rồi ấy, nhưng mà chính cái linh hồn của họ nữa, họ phải diễn tập trở lại cái này. Ở trong cái thế giới vô hình này, cái linh hồn này đã bị hành hạ cho này. Cho nên người này chết ta gọi không siêu thoát, không đi đầu thai được. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mình hiểu đạo rồi đó, thì giải cái quan nghiệp này xong rồi đó, thì sao? Thành ra Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó là thân thọ hình mà tâm không thọ. Thành ra thân thọ hình mà tâm không thọ, tức là mình làm cái việc tội rồi đó, mình trả cái quả báo này, cái thân này trả hết rồi đó, thì cái trường hợp cái tâm mình thanh thản mình đi. Bữa trước Thầy nói Hòa Thượng Tịnh Không có nói là khi mà Hòa Thượng thấy những người ở bên Singapore đó, họ làm cái nghề bị nghèo, cho nên làm cái nghề mà buôn bán cái chất nghiện ấy, mình kêu bằng cái gì đó, biết cái ma túy xì ke gì đó cái. Ta nói người mà buôn bán này nữa, thì bên đó nó có một cái, nó xử là nó bắt nó treo cổ. Bên đó nó xử là treo cổ, đúc đầu vô thùng lọng treo lên trên. Thành ra ông Hòa Thượng này đó, ông thấy như vậy đó, ông tội nghiệp, ông thương đó. Ông mới xin chính phủ cho ông đi vô ở trong ngục
để mà ông thăm, để mà ông nói chuyện với những người sắp bị treo cổ này. Đây là cái trường hợp này. Thành ra ông chỉ giảng cho họ nghe một cái đó, là Đức Phật dạy là nghiệp đó thì mình phải xả, nghiệp thì mình phải trả, phải không? Cho nên phải trả hay là phải xả cũng được. Thì trả làm sao? Cho nên bây giờ mình phạm tội thì phải bị chấp nhận hình phạt rồi, không thể khác hơn được, mà trả. Mà trong lúc mình trả như vậy đó, thì làm sao mình tu á, để mà cái thân mình trả mà cái tâm mình á, được giải thoát. Đây là cái tu đó. Đức Phật dạy mình cái cốt lõi đại thừa là chỗ đó. Tức là cái thân mình phải trả nghiệp, nhưng mà cái tâm mình á, được giải thoát, trả xong rồi mình hết. Nó giống như là mình thiếu cái nợ của người ta thì mình bây giờ đó, họ đòi mà mình trả họ rồi thì thôi. Thành ra thiếu mạng thì trả mạng, thiếu lời ăn tiếng nói thì trả lời ăn tiếng nói, thiếu tiền thì trả tiền, phải không? Thành ra thiếu cái gì mình trả xong rồi mình thấy trong lòng mình nó yên ổn, phải không? Đây là trên bước đường tu, tức là trả nghiệp, tức là chấp nhận trả nghiệp. Mà ngài ăn thấy cao, ngài tu, ngài đắc đạo rồi. Ngài từ ở bên cái nước ăn tức, tức là nó răng á, mà ngài biết mình còn nợ một cái anh á, bây giờ anh sanh qua Trung Quốc á, cho nên từ ở ngài ở bên Iran á, mà ngài đi sang bên Trung Quốc á, đi tìm cái anh này để trả cái nợ. Nợ này là gì? Nợ mạng. Mình thì thường thường nữa, mà trả nợ này mình sợ lắm. Mình giết người lỡ rồi nữa, mà bây giờ mình cứ sợ là người ta sẽ giết mình nữa, thế nên mình đi trốn chứ. Còn người đắc đạo rồi nữa, ta tu đại thừa đắc đạo rồi, ta đi tìm để ta trả. Ta nên ngài từ bên kia mà ngài đi tìm cái anh mà anh ngài thiếu mạng, ngài tới trả. Thì ở bên kia anh ngài mới đi qua tới bên Trung Quốc thì tự nhiên nữa, cái người Trung Quốc này nữa, tại vì có cái túc nghiệp, cho nên nó nhìn nó thấy ngài ăn mặc cái hình dáng của ông thầy tu. Người Trung Quốc thì ăn mặc quần áo đàng hoàng chứ không có choàng y giống như mấy ông Nam Tông khất sĩ mình đâu. Cho nên nó thấy người Trung Quốc thì đàn ông người ta có cạo, người ta cạo râu, cạo tóc đó, để râu, để tóc chứ, mặc áo đàng hoàng chứ. Còn cái ông này sao cái đầu trọc lóc mà lại quấn cái y kỳ chắc ma hay gì đó. Thành ra nó thấy sợ quá, nó cho ổng một dao cái ông chết luôn, trả mạng. Tức đi trả mạng ấy. Đó là trên bước đường tu đó. Tại có nghiệp thì phải trả thôi. Mà trả cái này xong rồi đó, tại ngài quyết tâm ngày tới ngày trả, cho nên trả rồi đó thì cái hồn ngài thanh thản chứ. Tên nó hùng ngày thanh thản, ngày không thấy nợ nữa, cho nên ngày được lên niết bàn, ngày được giải thoát. Đây là trên bước đường tu của ta đó. Tu đại thừa là vậy đó. Cái này là trả, có nợ là phải trả. Thì cái trường hợp đó nó mình phải trả cái đó rồi xong đó, thì cái trường hợp này nó coi như mình yên ổn đi. Cái thứ hai nữa đó là quan trọng nhất đó, là cái khi mà mình trả đó, là chỗ này Đức Phật dạy mình phải xả. Tại vì người tu đó phải trả nghiệp và xả nghiệp. Chứ trong lúc mà mình trả nghiệp đó mà sanh ra oán hận, sanh ra đau khổ, sanh ra tất cả những cái tánh không tốt đó, thì cái này là tạo thêm nghiệp mới. Trả nghiệp cũ mà tạo nghiệp mới. Thành ra các Phật tử nên nhớ cho này. Cho nên nghiệp cũ tạo nghiệp mới. Mình nợ thì dễ, nhưng mà trả thì khó lắm. Đây là trên bước đường tu nhé. Thế nên mình mượn tiền người ta nên thì dễ lắm. Nhưng mà mình có tiền rồi nữa, mình muốn đem mình trả nó thiệt ra là khó lắm. Tức là muốn tìm cách này cách kia để mà tránh đi, phải không? Để mà tránh nợ đi. Đây là một cái điểm quan trọng nhất đó, trên bước đường tu đó. Cho nên cái khi mà thầy xây cái học viện trên kia, đầu tiên là nhà nước kêu thầy là phải đền bù cho dân. Thế nên đền bù cho dân thì
xong nhà nước mới chịu cấp đất cho mình, phải không? Mà đền bù cho dân thì bây giờ nó là 17 tỷ để đền cho dân, nhà nước lấy đất đó lại đã cấp cho mình. Thầy đâu có 17 tỷ đâu thầy đền, mà không đền thì đâu có cấp đất được, mà đâu có xây dựng trường được. À, thì lúc bây giờ nó có một cái anh giám đốc ngân hàng anh nói với thầy, nói là thôi bây giờ tôi cho thầy vay nhưng mà vay không lãi, tức là vay ngân hàng nhưng mà không phải trả lãi, mấy đạo hữu nghĩ xem. Tôi cho thầy vay đó, cái này đó là 10 năm sau đó thầy mới trả vốn cho tôi thôi, phải không? 10 năm mới trả vốn. Thì bây giờ đến cái khi mà thầy vay của ngân hàng đó mà 17 tỷ để trả tiền đền bù xong rồi đó, thì các Phật tử người ta nghe nói là thầy đi vay ngân hàng để làm trường đó, người ta gom là người ta cúng cho thầy đó, thì cái trường hợp để rằng thầy trả nợ kia, thầy đem thầy trả cho cái ngân hàng, nó nói không được, cái này mới lạ đấy, nó không được. Thường á, bây giờ mình tới mình trả mà nó không được, nó không cho mình trả. Nó nói tôi cho thầy vay 10 năm thầy mới trả tôi, chứ bây giờ mới còn năm sao mình trả. Mình tới mình trả đó, nó không chịu, mà nó lại cũng nói ngược trở lại, nó những người khác á, thì trường hợp nó vay ngân hàng rồi nó tìm cách này cách kia để tránh, phải không? Nhưng mà cái này người ta không có đòi mình, ta không bắt mình trả, mà mình đi trả. Đây là trên bước lần tôi. Cho nên đi trả nợ hay đi trả mạng đó thì phải nghĩ cái này. Mà trả cái này xong rồi mình mới yên. Đấy. Thành ra tất cả các Phật tử ta đem tiền ta cúng. Đó. Ta cúng cho thầy đó thì để thầy nói thôi để trả. À, bây giờ đó, trả anh không lấy thầy nói thôi để cho tôi gửi vô đó. Gửi vô cho ngân hàng anh đó, chừng nào anh muốn lấy anh lấy phải không? Để cho tôi yên tâm, tôi có cái tiền tôi trả hết cái nợ đi. Để mai mốt tôi chết tôi đi cho nó dễ mà. Chứ chết mà mang nợ đi thì khổ lắm, qua đời sau không biết nó sao. Cho nên tất cả những cái gì trong cái kiếp này để mình trả hết, trả cái nào rồi nhẹ cái đó. Mà các Phật tử tu phải thấy cho này. Đừng để nợ sanh ra nợ. Đừng để nghiệp chồng chất ra nghiệp. Cái này là quan trọng nhất. Thế trả hết rồi tự nhiên mình nhẹ thôi. Thì bây giờ đó thầy nói là 10 mấy tỷ, nhưng mà rồi đó là trả lần anh hết rồi. Bữa trước đây anh mới gọi điện thoại thầy, anh nói tiền thầy trả sắp đủ rồi, nó còn thiếu 1-2 tỷ gì nữa là xong rồi. Thầy nói thôi còn năm nay nó chắc chắn là sẽ thanh toán cho anh hết đi, cho nó nhẹ đi, rồi sang năm mình tính nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên trả đó xong á, hãy mình trả, đừng để cho cái nghiệp ác sanh ra, phải xả luôn cái này. Nên người ta có nói xấu mình, người ta có gây khó khăn cho mình, người ta có hại mình, tất cả những cái này đó là mình phải trả, nhưng mà trong lòng mình phải xả luôn, chứ đừng có giận, đừng có buồn, biết không? Cho nên đa số mình tu á, nhưng mà mình kẹt vào chỗ này, cho nên phải đọa lại để tạo nghiệp mới này. Cho nên mình mắc kẹt lời ăn tiếng nói của nó đời trước, cho nên cái này vô cớ mà cứ nói xấu mình tức chết, phải không? Thế nên các Phật tử nên nhớ cái này. Nhớ phải xả chứ đừng tức. Trên bước đường tu nó thầy kinh nghiệm chỗ này rồi thầy thấy. Cho nên có một người nào nói xấu mình á, thì trong lòng mình mỉm cười, mình sung sướng, mình à, trả rồi nghe. Tôi trả cho bạn rồi đó nghe. Mà sự thật á, là nếu trong lòng mình xả được á, thì cái trường hợp này giữa mình với cái người nói xấu mình đó, mình có thể bắt tay hòa vui vẻ được. Nó đâu nói mình nữa đâu. Đấy. Thế nên trong đời tu thầy đó, thầy trả những cái món nợ cũ đời trước này, trả theo kiểu này. Trả này dứt, không tạo nghiệp mới. Nhưng mà nếu có tạo nghiệp mới đó thì sao? Nếu hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật biểu mình chuyển cái nghiệp ác đời trước đó, trở thành cái nghiệp thiện trong đời này. Đấy. Cái người này là
mình trả nghiệp ác cho họ mà mình biết là mình trả nghiệp. Thế. Mình trả nghiệp cho nên mình trả được là mình đã mừng mình trả được món nợ rồi. Nhưng mà cái thứ hai đó, mình ở trong này đó, mình vẫn quý trọng cái người mà mình trả nghiệp này. Cái người mà trả nghiệp này sao? Tức người đó họ nói xấu mình, họ chửi mắng mình, phải không? Họ tìm cách hại mình. Mà ở trong lòng mình nghĩ đó, họ là người bạn tốt của mình. Mình đã trả được món nợ này cho họ, phải không? Mình quý trọng họ đó. Thì cái trường hợp này, họ dễ trở thành người bạn tốt với mình. Nếu mà các Phật tử theo Phật mà làm được cái này nữa, thì cái trường hợp này nó là chắc chắn mình sẽ theo Phật được mà mình giải thoát. Còn không làm cái này nữa, thì phần lớn mình trả cái nghiệp trước này ít mà tạo cái nghiệp mới này nhiều hơn. Đây là nguy hiểm, cho nên nghiệp chồng chất lên nghiệp. Đó nhớ, cho nên xả. Được cái này rồi mình mừng, nhưng mà nhân cái chỗ này đó, mà mình tốt với họ, mình vui vẻ với họ, thì các Phật tử nghĩ sao? Chắc chắn họ phải trở thành tốt với mình. Tại nên họ lỡ, họ nói xấu mình đi, cái này mình trả nghiệp mà. Mình lờ như mình không nghe, mình không biết cái chuyện này, phải không? Mình biết chứ, nhưng mà mình lờ như mình không biết. Mình coi như chuyện này không xảy ra. Rồi đó mình tìm cái cơ hội nào đó mà mình giúp đỡ cho họ, phải không? Tại họ nghĩ họ nói xấu mình, họ sợ mình hại họ chứ. Nhưng bây giờ mình chẳng những không hại họ, nhưng mà tìm cách giúp đỡ họ nữa, thì quý vị thấy họ dễ trở thành bạn tốt với mình không? Hành Bồ Tát Đạo nó tu đó, là nó khác với cái người ác ở chỗ này nữa. Thành ra trên bước đường tu thầy gặp nhiều người nữa. Thành ra phân ra làm ba loại. Cái loại thứ nhất đó, là người ác. Tức người ta không hại mình, ta không làm gì mình hết, nhưng mà mình luôn luôn tìm cách hại người ta. Thì những người này nữa, thầy thấy hậu vận không bao giờ tốt được hết. Có được thì được trước mắt đó, mà càng lâu về sau đó, thì cái trường hợp này cái quả khó tránh khỏi lắm. Cái này đa số những người làm chính trị, những người hay rơi vào chỗ này. Những người này đó, dễ trở thành không tốt lắm, dễ trở thành phản bạn lừa thầy lắm. Tại vì khi mà mình lên được là sao? Mình nhờ những người chung quanh, phải không? Nhờ những người chung quanh mình mới lên được. Nhưng mà lên được rồi nếu mình quên mất những người chung quanh mình đi, mà đôi khi mình ngược trở lại, mình còn muốn chà đạp họ nữa. Muốn chà đạp họ. Ác một chút xíu nữa là gì? Nghĩ thủ tiêu họ đi. Vì họ biết mình quá nhiều rồi, phải không? Các Phật tử có nghiệm cho được. Cho nên những người này cái hậu quả thầy nhìn kỹ thầy thấy đáng sợ thiệt. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó, mình nghiệm. Thế nên thầy thấy những nhà chính trị mà nổi tiếng ở trên thế giới đó, tới cuối cùng rơi vô trong chỗ này. Thì chính tìm cách mình triệt hạ, mình giết hết đi. Nhưng mà để sót một người nữa, để sau này người này giết mình. Cái người này sau này hại mình đây. Nghiệp làm sao chạy khỏi? Đây Đức Phật dạy mình cái này. Mà trên cái bước đường đi lên của mình á, thì lúc nào đó mình cũng phải biết cách tu, biết cách xử trí đó, thì luôn luôn những cái thảm họa trải trước mặt mình đó, để mình đi càng đi lên càng cao, thì mình đi theo con đường của hiền và thánh. Tại mình chuyển hóa hết tất cả những cái người ác nghiệp này trở thành đó, cái người bạn tốt. Tại bây giờ có cơ hội để mình cải hóa họ rồi, mà tại sao mình không làm? Cho nên hành Bồ Tát Đạo là xả cái này. Cho nên Đức Phật dạy đó, báo là quên điều lỗi cũ mà thương phần khổ đau. Cái này chính là Đức Phật giác ngộ ở chỗ này thành Phật. Thành hồi trước nó hại mình, phải không? Cho nên nó hại mình. Nhưng mà nó hại mình mà mình không chết đây.
Bây giờ nó rơi vô trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy đó, thì mình giúp không? Đức Phật nói cái chuyện ác của nó trước kia quên đi, mà bây giờ nhìn thấy cái khổ đau của nó đó, mình thương mình nên giúp cái chỗ này nữa. Mình giúp chỗ này nữa, thì chính cái này hành Bồ Tát Đạo nó làm cho cái người này nhớ ơn mình suốt đời hay là nhiều đời chỗ này. Tại họ xa cơ thất thế rồi. Khi họ đắc thời đó thì họ hại mình. Nhưng mà khi họ thất thời đó, thì cái trường hợp này đó, mình không tìm cách để đi hại lại họ. Nhưng mà thấy họ thất thời, thất thế, họ khổ đau nữa, mình giúp đỡ được cái gì, mình cố gắng mình giúp họ chỗ này nữa. Đây là hành Bồ Tát Đạo đó. Phật là cái chỗ đó, xả cái cũ đi. Thì tất cả những cái tội ác của mình xả hết đi. Cái này là để cho trong lòng mình nó sạch. Đấy, trả và xả trên bước đường tu nó cứ như thế mà làm. Thì như vậy đó, nghiệp mình nó sạch hết rồi, xả hết cái nghiệp đi. Tại sanh trên cuộc đời này mình biết là trả và vay, nhưng mà trả chứ không bao giờ vay thêm. Trả nghiệp cũ nhưng mà không vay thêm nghiệp mới. Mà người nào biết tu như vậy đó, cuộc đời họ lần lần nó tốt lên. Cuộc đời nó lần lần nó thay đổi, nó tốt lên. Nên mình nhìn mình thấy những con người tốt như vậy đó, lần họ trở về, tuổi họ càng lớn lên, càng cao lên, mình thấy họ nhẹ nhàng, họ thanh thản hơn. Cái này đúng ở trên bước đường tu của ta. Thì cái chỗ này đó, người tu Đại Thừa trả và xả. Tại sao mình làm chuyện này? Tại vì mình thấy, mình biết rõ rồi. Mình biết rõ đó là trả cái nghiệp này đó, là cái trường hợp này nó thân mình trả, nhưng mà ráng giữ cái tâm mình đó, cho nó thanh tịnh. Đấy. Cho nên trên bước đường tu nữa, thầy trở lại cái câu chuyện hồi nãy đó, thành ra hòa thượng Tịnh Không Chiều Cực đó, vô trong khám đường mà dạy mấy cái anh tử tội này. Nó thôi bây giờ anh thế nào anh cũng phải trả cái này rồi, anh phải bị treo cổ rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ nó ở trong lòng anh nghĩ thế nào anh cũng bị treo cổ, thế nào anh cũng phải chết. Nhưng mà bây giờ cái xác này anh chết, nhưng mà ráng cứu cái tâm anh, cứu cái hồn anh ấy, chứ đừng để hồn xác đều phải đọa hết. Cái xác bị treo cổ khổ rồi, mà cái hồn đi vào quả ngục nữa thì khổ hơn nữa. Cho nên này, bây giờ làm sao cứu cái hồn này? Đấy, tức làm sao cứu cái hồn này? Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Thành ra Ngài mới dạy mấy anh này, nó là Đức Phật Thích Ca nữa, trước đây đã từng dạy vua Tần Bà Sa La làm chuyện này rồi. Dạy vua Tần Bà Sa La làm này. Cho nên Tần Bà Sa La sao bị A Xà Thế, tức là con của mình, mà nó xoán ngôi, nó bắt ông đem nó nhốt trong ngục để cho chết, phải không? Đem ông nhốt trong ngục để cho chết. Ở trong cái hoàn cảnh mà buồn mà khổ như vậy đó, tức chết được như vậy đó, thì bây giờ đó còn chút xíu cái duyên lành là tự nhiên ông Tần Bà Sa La ở trong ngục tù sắp chết rồi đó, mà bây giờ ông dục, ông nhớ, ông nghĩ tới Đức Phật. Tại nên ông nghĩ tới Đức Phật. Nghĩ tới Đức Phật này là gì? Tức là tâm ông nghĩ tới Đức Phật. Tại nên tâm ông nghĩ tới Đức Phật, cho nên Đức Phật tiếp nhận được cái tâm của ông này nè. Cho nên Đức Phật đó là lòng thành của mình đó. Nên khi mà ta cùng cực của cái khổ đau, ta nghĩ không còn cái gì để ta sống nữa đó, mà trong lúc đó ta dục nghĩ tới Đức Phật mà ta quên hết cái khổ đau trên trần thế này đi, phải không? Đức Phật sẽ hiện ra cứu ta là trong lúc đó. Đức Phật hiện ra cứu ta chỗ này chứ. Cho nên những người đó mà chưa hết số, chưa hết số nhưng mà phải chết quan á, thì chỗ này Phật cứu được này, Phật Dược Sư cứu chúng ta chỗ này. Trong chính cái trường hợp chết á, gọi là cứu quạnh á, tức những người đâu phải tới số chết đâu. Tên cái ông này bị bệnh, nhưng mà vì không có thầy, không có thuốc cho nên chết đi. Ông này bị uống lầm thuốc cho nên chết đi, phải không? Nhưng mà cái ông này nó chưa có hết số, nhưng mà vì cái nghiệp này cho nên chết quan này. Chết quan này cứu được nè. Tức là Phật hiện ra cứu được nhé. Còn hãy mà hết số rồi đó là phải chết.
Chết thì cái trường hợp cứu cái hồn. Cho nên ông Tần Bà Sa La này nghĩ tới Đức Phật thì ông mới thấy Đức Phật hiện ra ở trong ngục. Tức là hiện ra ngay trước mặt ông ấy. Thành ra ông mới cúi đầu trước Đức Phật. Thì cái trường hợp này nó bảo là Đức Phật thuyết pháp cho cái ông này nghe. Nghe này nghe, tức là cái tâm nghe, phải không? Chứ Đức Phật ở trên núi lên thú chứ đâu ở đấy. Đức Phật thiệt bằng xương bằng thịt ở trên núi. Mà Đức Phật tâm thì tới với tâm ông Tần Bà Sa La này ở trong ngục. Đây, tất cả các Phật tử chúng ta đó, là khi đọa địa ngục mà được Phật cứu là trong thế này. Nên bây giờ ta tu đây, ta trồng căn lành ở Đức Phật, cho nên khi mà ta khổ đau đó, rơi vô trong hoàn cảnh tuyệt mạng đó, thì thường nếu hãy căn lành ta có, ta nghĩ tới Phật đó, thì chỗ này thoát, Phật hiện cứu ta. Đấy, cứu được là cứu. Còn nếu mà cứu không được cái thân này đó, thì ít nhất cứu được cái tâm chúng ta. Cho nên cái tâm chúng ta nó nghĩ về Phật, ta quên cái hoàn cảnh khổ đau này. Ta quên cái hoàn cảnh khổ đau, quên cái hoàn cảnh trả nghiệp này chúng ta đi. Thì trong cái lúc đó, đó cái linh hồn này đó có thể về Phật được này. Tức là Phật cứu này. Thì Ngài Tịnh Không, Ngài đem cái này ra, Ngài dạy mấy cái người tử tội này đó. Thành ra có những người nghe được và có những người nghe không được. Những người đã làm ác thì làm rồi, mà bây giờ tới chết rồi cứ sợ, chỉ nghĩ tới treo cổ mà sợ rồi thôi. Nhưng mà có những người có căn lành cho nên nghe được, thành ra họ mới niệm Phật, họ mới quán tưởng về Đức Phật. Tức là quán tưởng về Đức Phật, hình dung về Đức Phật. Cho nên tới cái giờ mà treo cổ đó thì họ vẫn đường đường chính chính lên đúc đầu vô thòng lọng, phải không? Rồi nữa là nó kéo lên cái là chết, cái mặt tươi rói thôi. Thì ngày đó, cái ông này đó, tới cái giờ phút chết đó, mà nghĩ tới Phật, tức là niệm Phật, thì chắc chắn là được vãng sanh. Tại vì có Phật tới với lòng ông ta, cho nên lòng ông ta nó điềm tĩnh, mới thanh thản như vậy nữa chứ. Cái này chứng tỏ. Còn những người khác sợ quá thì đi hết nổi rồi, cho nên nó dìu lên, nó đúc đầu vô để nó cũng kéo lên cho chết, phải không? Mà khi nó kéo thòng lọng lên thì cái lưỡi thè ra ngoài, trợn mắt lên. Còn cái ông kia, ông niệm Phật, Phật cứu cái tâm ổng thì cái trường hợp đó, ông niệm Phật như vậy đó, khi mà thòng lọng treo lên thì mắt ông vẫn nhắm lại và miệng vẫn ngậm lại được, chứ không có trợn mắt lên và không thè lưỡi ra. Thành ra tất cả Phật tử nghiệm. Tức là cái người này chết, nhưng mà chết đó, thì cái trường hợp này đó là cái xác chết nhưng cái hồn nó không chết. Đây là trên bước đường tu đó. Còn cái khi mà cái số mình chưa chết, mình tưởng như là chết, nhưng mà số mình chưa chết đó, thì cái chỗ này cứu được. Cái chỗ này cứu được á, là cứu sao? Trong trường hợp mà thầy nhớ vào khoảng độ chừng 40-50 năm về trước, năm 1963 nữa. Thành nên cái năm đó đó là tranh đấu Phật giáo, cho nên thầy tham gia vô cái này bị bắt này. Bị bắt đó mà tất cả các Phật tử nghiệm xem, khi mà bị bắt đó, thì thầy lại bị ở bên cái gọi là cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung của ông Ngô Đình Cẩn bắt. Những người này là những người mà nổi tiếng là ác, mà những người này là người đạo Thiên Chúa hết. Cái anh mà bắt thầy đó, thầy thấy đeo trên ngực cái chữ thập ác, cái chữ thập thánh giá đó, đen thui mà to. Nhưng mà thầy không sợ. Cho nên thầy không sợ, mà trong lúc đó nữa, thì cái trường hợp đó thầy nghĩ thế nào mình cũng chết rồi, cho nên bây giờ đã thầy nhất tâm thầy niệm Phật Quan Âm thôi. Tức là thầy nhìn, thầy thấy
Ban đầu thấy Phật bằng tâm, sau này cũng thấy Phật luôn bằng mắt. Cái anh mà ngồi trước mặt thầy hồi nãy mặt có hung dữ. Nhưng mà tự nhiên trong lòng nghĩ tới Phật, rồi bây giờ thầy nhìn thầy thấy cái ông này nó quá ra Bồ Tát Quan Âm. Đây là cái trường hợp của thầy. Thì tự nhiên cái ông này đó thay gì đó, người khác đó, thì ông đánh đập, ông hành hạ, ông đủ cách đó. Nhưng mà khi mà thầy nhiếp tâm, thầy niệm Phật như vậy đó, thì ông trởm cái giọng rất là hiền lành, rất là dễ thương, như Bồ Tát Quan Âm này đối với thầy. Cho nên đó, thầy nói cái này, mình chưa hết số, cho nên cứu mình được mình sống. Nghĩ tới nào cũng chết. Bị mấy ông này bắt thì khó sống lắm. Thầy tất cả những người quen họ tìm thầy ở trên Khám Chí Hòa cũng không thấy, trong Tổng Nha cũng không thấy, ở đâu cũng thấy anh. Ở đâu. Nhưng mà trong lúc đó nó đem nhốt ở trên Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Mưu tức là bây giờ quân khu 7 ấy, ở kế bên chùa Phổ Quang, nhốt ở trong chỗ gần chùa Phổ Quang. Thầy ở trong đó. Thầy ở trong đó tu được mấy tháng. Thì nhờ đó, trong cái lúc mà cùng cực của khổ đau này, thầy nói mình tu ở trong ngục, ở trong địa ngục, mình nghĩ thế nào cũng chết rồi. Cho nên chuẩn bị sẵn để mà chết, mà mình không chết. Không chết thì sau cái vụ đó nó thả ra, thầy mới đi qua Nhật thầy học. Thầy mới được cái là đi du học từ đó. Đây là trên bước đường tu mà thầy nói là thấy mà hết số rồi đó thì phải chết, nhưng mà chết cái xác, nhưng mà cứu được cái hồn. Đây các Phật tử nên nhớ. Còn nếu hay mà mình chưa hết số đó, mình chưa hết số mà mình á, nhiếp tâm mình niệm Phật á, mà mình không còn nghĩ gì nữa hết á, mà mình không có thấy sợ, không sợ chết nữa, thì có thể không chết. Còn hãy chết là mình hết số. Cứ nghĩ chết thì mình hết số, thôi về Phật. Mà hãy không chết thì mình chưa hết số, cho nên Phật còn lưu mình trở đây để làm cái gì đó. Cho nên từ chỗ này mình mới tích cực, mình ham tu. Mình tu nhiều hơn chứ, mình làm được nhiều việc hơn. Cho nên khi mà mình đã quyết tâm mình tu theo Đại Thừa, đi theo con đường của Phật, thì thầy tin tưởng là Phật và Bồ Tát sẽ hộ trì cho mình. Mình sẽ vượt qua hết tất cả những cái nguy hiểm, những cái sóng gió của cuộc đời này mà thuyền mình về tận bến giác. Thì bây giờ đó thì thầy ngừng ở đây và cũng kết thúc cái vấn đề kinh Dược Sư. Tuần sau thì sẽ giảng qua cái kinh A Di Đà về pháp môn niệm Phật. Thì bây giờ đó là đạo tràng của mình đó. Tới cái bữa 13 này đó là cái bữa mà mình thi nâng cấp lên đó. Tức là mấy đạo hữu mà đã thọ cái y cái đai dưới màu vàng ấy, thì có thể thuộc hai cái phẩm kinh là phẩm Phổ Môn và phẩm Phổ Hiền, và thực tập được cái nghi lễ mình đi kinh hành, mình lạy Phật, mình ngồi đúng ấy, thì cái này được nâng lên thành ra y đai màu trắng. Rồi cái người mà đai màu trắng này đó, mà thuộc hết một bộ kinh Bổn Môn Pháp Hoa, tức là 7 phẩm á, thì thi được cái này rồi, thì cái trường hợp đó là sẽ đổi qua cái y màu nâu. Cái này là nâng cấp. Ở trong đạo tràng mình thì nó có ba loại y. Loại y mới thọ là cái đai màu vàng, cái y màu vàng. Cái thứ hai đó là cái y màu vàng nhưng mà cái đai màu trắng. Thứ ba là cái y màu nâu và cái đai màu nâu. Thì cái này trong ba cấp của đạo tràng đó. Thì bắt đầu từ bữa nay đó thì tất cả các Phật tử mà muốn đăng ký để mà nâng cấp đó, thì có thể là chiều nay mình không tụng kinh, nhưng mà sau đây thì ngồi lại tại chỗ để mình tập cái phần nghi lễ, rồi về nhà học mấy cái phẩm kinh mà thầy nói đó, đang tới cái bữa đó mình thi để mình nâng cấp lên. Thôi đứng dậy để hồi hướng.